Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của Vũ Duy Ô Tô. Vũ Duy Ô Tô luôn muốn cho các bác tìm được những cái mẫu xe vừa lành, vừa bền, mà giá lại phải chăng. Hôm nay thì hôm qua em đã cắt lỗ một loạt cái lô 7 chỗ với bán tải cái bên kia rồi. Hôm nay thì em lại tiếp tục cắt lỗ một đống xe 4 chỗ. Sedan cũng có, hatchback cũng có nha các bác nhá. Vâng, những chiếc xe đang có mặt tại Vũ Duy Ô Tô đây. Rất nhiều xe. Và những bác nào mà quan tâm đến dòng xe nào, mẫu xe nào thì các bác chỉ cần chụp hình lại, sau đó các bác gửi qua Zalo số điện thoại của em Vũ Duy Ô Tô 0869158926 nhá. Em sẽ báo giá chi tiết cho các bác từng chiếc xe một, hoặc là review chi tiết cho các bác từng chiếc xe một. Vâng, bên em thì có rất nhiều các đầu xe đang có mặt tại Vũ Duy Ô Tô. Hôm nay thì cũng là ngày cuối bên em chương trình giảm giá, và cũng là gần đến cuối năm rồi thì em giảm giá để làm sao cho các bác mua được xe với cái giá phải chăng nhất. Bên em thì có hơn 200 đầu xe liên tục được cập nhật về cửa hàng. Thế là các bác cứ yên tâm, chọn mẫu nào cũng được, ok hết. Và rất dễ dàng chọn lựa và tìm kiếm những cái mẫu xe tại bên em Vũ Duy Ô Tô. Rất nhiều luôn. Bây giờ thì em sẽ đi chi tiết từng mẫu xe một để cho các bác cùng đánh giá và trải nghiệm nhé. Vâng, các bác xem xe xong thì các bác có thể là chụp hình gửi lại cho em để em báo thông tin. Vâng, đầu tiên là một chiếc Honda Civic sản xuất năm 2010, Civic bản 1.8 AT. Con này thì bản thường thôi, không phải là bản full cửa nóc đâu, không gảy số vô lăng các bác nhé. Một chiếc xe thương hiệu Nhật Bản bền lành, vâng, tiết kiệm nhiên liệu, động cơ nhỏ, khỏe. Và con này thì em bán với giá 309 triệu đồng thôi, số tự động các bác, biển Hải Phòng 15A10715. Các bác nào mà thích cái dòng xe Nhật mà zin thì đây này, một chiếc xe zin từ ghế cho đến máy móc, vâng, màu sơn xanh biển hoặc là màu sơn xanh lá. Bên xanh biển này là một chiếc xe tên công ty, biển 16K7947. Một chiếc xe chính chủ công ty đồ hộp Hạ Long. Một chiếc Camry GLI số sàn 2.2. Con này thì rất là đẹp. Vâng, đẹp từ máy móc cho đến gầm bệ luôn. Đấy, em quay cái nội thất cho các bác xem. Con này thì em đã review rồi. Nhưng mà xe này thì nó kén khách. Vâng, ghế nỉ còn nguyên zin đây này. Ghế nỉ còn zin nhá các bác nhá, ghế nỉ còn nguyên zin luôn. Cái dòng này nó rất kén khách, xe đi ít, túi khí an toàn đầy đủ. Đấy, nội thất tươi. Và đều hầu như là nội thất cơ bản hết. Keo chỉ zin cả xe, máy số gầm bệ ngon, chạy đều. Dòng xe Nhật Bản, dáng trường, đẹp, dành cho những người thích đam mê cái vẻ hoài cổ của Camry. Thì đây là một chiếc xe đẹp, người ta hay gọi là đầu hình viên đạn đấy ạ. Đấy, con này thì em bán 198 triệu đồng. Bên này thì em có một chiếc Camry số tự động, giá chỉ có hơn 130 thôi, rẻ lắm. Vâng, Camry số tự động 30E87964, biển Hà Nội luôn nữa các bác nhá. Đấy, lớp sơn màu xanh led căng, màu xanh quân đội. Và con này khóa điện đồng hoàng, nội thất ghế nỉ này. Đấy, nội thất ghế nỉ số tự động các bác nhá. Số tự động luôn. Em bán được cái con này giá chỉ có 130 thôi. Nếu con này đời 1993. Vâng, giá chỉ có hơn 130 là các bác sở hữu ngay được chiếc Camry này rồi. Rất là đẹp luôn. Vâng, xe cứng cáp nha các bác nhá. Vâng, rất cứng cáp. Tiếp theo bên này em có một chiếc Honda Civic sản xuất năm 2008, biển 15A07621. Một chiếc xe số tự động. Đấy, bản full 2.0 AT, có gảy số vô lăng, có tích hợp mà rất nhiều chức năng hiện đại, đặc biệt là bản này có cửa nóc. Con này em bán giá chỉ có 250 triệu đồng thôi. 250 triệu đồng chiếc xe này thôi nhá các bác. La răng đúc này. Đấy. Nội thất tươi. Nội thất da của xe thì rất là đẹp luôn. Đấy các bác nhá, số tự động. Đấy, màn hình đa chức năng to vật vã. Đấy, bản gầy số vô lăng, túi khí an toàn đầy đủ các bác nhá. Vâng. Giá rất rẻ luôn. Chiếc xe này em bán 250 triệu đồng. Bác nào thích dòng Cruise thì đây em có một chiếc Chevrolet Cruise 2010. Xe rất đẹp. Con này sản xuất tại Việt Nam, máy xăng 1.6. Đấy. La răng đúc thể thao,
mắt halogen đẹp, thiết kế hài hòa trau chuốt, logo hình chữ thập. Và con này thì bán giá chỉ có 225 triệu đồng. Nội thất da tươi mới luôn này, da đỏ nhá. Đấy, vô lăng túi khí tích hợp an toàn, cần số 5 cấp. Đấy, xe thì đăng ký 5 chỗ ngồi, một mẫu sedan đẹp thương hiệu Cruy. Đấy, sản xuất tại Việt Nam, giá chỉ có 225 triệu đồng. Con này mang biển 15A48695 các bác nhá. Vâng. Các bác nào thích dòng Camry số sàn form mới thì đây là một chiếc xe đẹp cho các bác này. Biển 30A37344. Camry 2005, máy xăng, số sàn 2.4. Con này thì khá là cứng, form đẹp. Đấy, kiểu dáng trẻ trung, năng động. Và con này thì em bán với giá 285 triệu đồng. 285 triệu đồng chiếc xe này. Nội thất da pha mới ốp gỗ vân nu kháo. Đấy, rất đẹp luôn. Đó, các bác nhìn này. Vô lăng tích hợp 4 chấu, túi khí an toàn đầy đủ. Đấy, nội thất tươi mới, sạch sẽ, trần nỉ zin. Đấy. Có cảm biến lùi, rất yên tâm. Đấy. Về các bác vẫn đi thôi. Và con này em bán với giá 285 triệu đồng. Dòng Camry nó không xuống giá đâu, nên các bác cứ yên tâm ạ. Vâng. Con này thì em mới chốt cho khách rồi. Vios bản TRD nhé các bác nhá. 30F84768. Thế còn bên này là một chiếc Hyundai Accent 2020 bản 2.0 số tự động. Xe rất đẹp và cứng luôn. Này, ghế nỉ này. Con này em quên chìa khóa trong nhà. Đấy, số tự động nhá. Vâng. Bản 2.0 AT. Đăng kiểm dài, đấy, cam hành trình, cam lùi đầy đủ, form dáng cứng. 2020 em bán giá 515 triệu đồng, biển 14A46584. Còn đây là một chiếc xe trong miền Nam, 62A04623. Biển tỉnh thì em quên mất rồi. Một chiếc xe Vios bản E 2016. Vâng. Sử dụng động cơ máy xăng 1.5 số sàn, 5 cấp, và con này thì bán 350, chỉ 350 triệu thôi ạ. Màu bạc đẹp, khỏe khoắn chắc chắn luôn. Đấy. Thế còn đây là một chiếc xe Vios bản E 2016, máy 1.5 số sàn, nhưng con này em bán 319 triệu đồng các bác nhá. Con này là di nâng. Vâng. Xe rất cứng cáp luôn. Sạch sẽ. Ô, e xịn nữa các bác ạ. E xịn mà 319 triệu đồng luôn. À, nội thất tươi này. Màn hình Toyota. Đấy, vô lăng 3 chấu. Túi khí an toàn, tích hợp đầy đủ luôn. 319 triệu đồng. Nội thất tươi luôn này. Rất đẹp nha các bác nhá. Trần nỉ bao à, trần da 5D. Rất cứng cáp xe. Bác nào mà thích dòng Deolacetti á thì bên em có một con bản SE bản số sàn các bác nhá. Nội thất tươi, da đẹp, sạch sẽ. Đấy, máy số ngon, túi khí an toàn đầy đủ. Hộp số sàn 5 cấp. Đấy, xe đẹp luôn. Con này 13,3 vạn. Trần nỉ đẹp, sạch sẽ. Đấy. Dòng xe rất là bền lành luôn và form dáng thì cứng. Con này thì em Fuji Auto bán với giá 210 triệu đồng. Chỉ 210 triệu đồng chiếc xe này thôi, rất rẻ thôi các bác. Vâng, 210 triệu đồng. Những bác nào thích dòng Camry 2003 thì em có một chiếc số tự động này. Con này giá rất là mềm. Vâng. Biển Quảng Ninh 14A14543. Toyota Camry 2003 nhập khẩu Canada, máy xăng, số tự động, zin cả xe. Con này bán giá chỉ có 265 triệu đồng ạ. Mua rất rẻ, bán rất trôi. Vâng, giá rẻ vô đối luôn. Nội thất tươi, nội thất màu cam luôn các bác nhá. Nội thất màu cam, tươi mới, sáng láng. Đấy các bác nhìn nhá, nội thất tươi mới luôn. Đấy, 265 triệu đồng. Tiếp theo bên này thì tao có một chiếc Kia Cerato. Những ai mà thần tượng cái dòng Cerato thì không nên bỏ qua mẫu xe này. Một chiếc Kia Cerato 2018, động cơ máy xăng 1.6 số sàn màu đen. Vâng, một chiếc xe mà giá chỉ có 439 triệu đồng thôi. Mang biển số Quảng Ninh 14A30633. Xe thì rất là đẹp luôn, tích hợp đầy đủ công nghệ ngập trời luôn các bác nhá. Tuy nhiên là không có cửa nóc. Thế còn bác nào thích bản cửa nóc thì đây là một chiếc Kia Cerato bản đủ cửa nóc, số tự động 1.6, đầy đủ các chức năng hiện đại tích hợp. Đấy, la răng đúc thể thao. Con này thì em đã rút hồ sơ rồi. Con này
Em bán với giá 535 triệu đồng. Và con này thì biển gốc Sài Gòn nhá. Nên là các bác nào mà thích thì các bác về chỉ có việc sang tên bấm biển thôi. Cực kỳ nhàn, dễ dàng, kể cả bác Hà Nội không mất 20 triệu tiền biển. Tiếp theo bên này ta có một chiếc Vios 2018 máy xăng 1.5 đó, số sàn. Một chiếc xe màu vàng cát đẹp, giá chỉ 375 triệu đồng. Đấy các bác nhìn ạ, vâng, form dáng cứng thể thao, đuôi 19 rất đẹp luôn. Và dòng xe này thì rất là bền lành. Con này thì đã có màn hình cam lùi, cam hành trình đầy đủ. Đấy, la răng thể thao, đúc một chiếc Vios xịn sò đấy các bác nhá. Vâng. Bác nào mà thích dòng Mazda thì cũng không nên bỏ qua mẫu sedan này. Mazda 3 2014 bản sedan full cửa nóc, máy xăng 1.5 số tự động, biển Hải Phòng 15A13787. Vâng, gầm bệ chắc chắn, form dáng thiết kế thì cực kỳ đẹp với mắt bi cầu projector. Đấy, đèn LED trợ sáng dưới và đặc biệt là thiết kế của xe thì rất thể thao luôn. Đấy, như các mẫu Porsche Cayman. Vâng, giá con này thì 398 triệu đồng thôi. Rất là đẹp luôn nha bác nhá. Vâng. Ui. Tiếp theo bên này tao có một chiếc Vios 2019 biển Hải Phòng 14A39134. Một chiếc xe Vios 2019 với động cơ máy xăng 1.5 số sàn. Vâng, con này thì em bán với giá 425 triệu đồng, xe gia đình. Xe rất là đẹp luôn. Vâng. Vừa về cửa hàng của em Vũ Duy Auto. Xe cứng cáp luôn nha các bác nhá. Thế còn tiếp theo bên này thì ta có một chiếc Camry. Vâng, một chiếc Camry bản 2.0 bản E nhập đài luôn. Con này sản xuất năm 2009, giá chỉ có 448 triệu đồng thôi ạ. Vâng, xe rất rẻ và cứng cáp luôn. Biển 34A07306. Vâng. Đấy các bác nhìn ạ. Vâng, xe rất là cứng, màu sơn đen, khỏe, năng động. Đấy, lịch lãm dành cho thương gia. Thế còn bên này em có một chiếc Nissan Sunny 2013, máy xăng 1.5 số sàn. Con này thì em bán với giá chỉ có 208 triệu đồng các bác nhá. Một chiếc xe số sàn. Vâng, chỉ 108 triệu đồng. Biển 37A56614. Tích hợp rất nhiều công nghệ, đã được độ lên cả đèn xe lông rồi. Đấy, rất sáng luôn, đèn xe lông. Lốp láp dày căng. Đấy, xe cứng cáp, form dáng đẹp, nội thất tươi. À, các bác nhìn này, nội thất tươi mới luôn. Rất là đẹp luôn. Còn bên này là một chiếc Kia Cerato Coupe. Vâng, một chiếc xe thể thao hai cánh cửa, bản cửa nóc, gẩy số, vô lăng, số tự động, hiện đại, tiện lợi, động cơ 1.6 zin đét cả xe. Xe cực kỳ thể thao luôn, dành cho các thiếu gia nhiều tiền lắm của, thích ăn chơi và thích nhảy múa. Một chiếc xe mang biển Hải Phòng 15A25272. Con này thì em bán với giá chỉ hơn 300 một chút thôi là các bác sở hữu ngay được chiếc Kia Cerato Coupe này rồi. Nhập khẩu Hàn Quốc nha các bác nhá. Xe rất cứng và tươi luôn. Tiếp theo bên này thì ta có một chiếc Kia Cerato 2010. Đấy, nhập khẩu Hàn Quốc, máy xăng 1.6 AT. Một chiếc xe mang biển Hải Phòng 14A, à, biển Quảng Ninh ạ, xin lỗi các bác, biển Quảng Ninh 14A06058. Màu sơn bạc, khỏe, bền. Và dòng này thì nó rất là tiết kiệm nhiên liệu, có cả cửa sổ trời, full option đầy đủ, nội thất tươi mới luôn. Giá con này chỉ có 295 triệu đồng ạ. Chỉ 295 triệu đồng các bác sở hữu ngay được con xe đẹp này rồi. Tiếp theo bên này, tao có một chiếc Mazda 3. Vâng, một chiếc Mazda 3 rất thể thao luôn. Biển Hà Nội 30E50085. Đây là một dòng xe nồi đồng cối đá, tiết kiệm nhiên liệu, bền, với động cơ 1.5 AT 2010, nhập khẩu nguyên chiếc. Con này thì em bán với giá rẻ vô đối luôn, 275 củ. Đấy, xe số tự động luôn các bác nhá. Đề nổ start top. Đấy, túi khí an toàn. Màn hình đa chức năng, rất nhiều chức năng tích hợp, điều hòa, điều chỉnh. Và nội thất tươi luôn. Và xe thì bao cam kết cho bác zin cả xe. Đấy, xe rất đẹp luôn nhá. Cứng cáp xe luôn. Tiếp theo bên này ta có một chiếc Camry 2013.
Một chiếc xe máy xăng 2.0 số tự động, biển 99A35979, vâng, biển số Bắc Ninh. Xe rất là đẹp luôn, form dáng cứng cáp, khỏe, thể thao. Đấy, dòng xe Camry thì các bác biết rồi. Con này em bán với giá chỉ có 580 triệu đồng ạ. Vâng, 580 triệu đồng. Ở bên em thì tầm này đang sửa chữa đường. Đây là đường quốc lộ 10 đi qua cửa hàng. Bụi hơi nhiều nên là nó bắt lên xe thì các bác thông cảm nhá. Chứ cái này rửa nước cái là đen xì luôn. Vâng, tiếp theo bên này ta có một chiếc Vios 2010. Một chiếc xe máy xăng 1.5 số sàn. Một chiếc xe biển Quảng Ninh 14A06445. Con này em bán giá 185 triệu đồng. Chỉ 185 triệu đồng các bác có ngay Vios bản limo nâng e số sàn. Đấy, rất là đẹp luôn và giá thì rất là mềm. Các bác nào mà thích vòng e mà 2015 thì đây là một chiếc xe màu vàng cát cho các bác. Con này thì giá chỉ có 345 triệu đồng thôi. Vâng, vẫn sử dụng khối động cơ 1.5 máy đen. Xe rất là đẹp, biển Quảng Ninh 14A17536. Thân dáng kiểu dáng đã được thiết kế trau chuốt hơn, góc cạnh hơn, luột là hơn. Đấy, la răng 4 bánh, đấy, phanh đĩa 4 bánh luôn. Tiếp theo bên này thì tao có một chiếc Honda Civic. Vâng, con này thì khách cọc rồi, em không bán nữa. Các bác nào thích Mazda 2 đó, Mazda 2 thì đây có một chiếc 2011 với hộp số tự động, máy 1.5 nha các bác nhá. Màu trắng đẹp, sạch sẽ, sơn si đẹp, con này zin cả xe luôn. Mazda 2 thì bao giờ giá nó cũng giữ. Con này thì bán với giá 285 triệu đồng cơ. Vâng, hôm nay giảm giá sập sàn cho các bác, chỉ 285 triệu đồng chiếc xe này thôi. Xe rất là đẹp, mang biển Hải Phòng 15A183765. Với những người ưa thích cái những chiếc xe nồi đồng cối đá thì bên này nhà em rất là nhiều, nhiều Vios luôn. Vios E 2016 máy xăng, đấy, số sàn 1.5. Con này thì zin đét rồi, bản E. Và em bán với giá 338 triệu đồng với chiếc xe 2016 sơn si màu bạc này. Đấy, xe rất là nét nha và cứng luôn. Bên này tao có một chiếc Vios bản G 2014. Vâng, Toyota Vios bản G 2014 máy xăng 1.5 số tự động. Con này em bán với giá 398 triệu đồng. Chỉ 398 triệu đồng cái chiếc xe này thôi ạ. Kia Cerato 2011 nhập Hàn máy xăng 1.6 số tự động. Vâng, một chiếc xe mang biển 3 số 14, 14A 011414 luôn. Kia Cerato nhập Hàn số tự động, bản phun cửa nóc, đầy đủ các chức năng tiện lợi, tích hợp đầy đủ. Và con này thì giá chỉ có 345 triệu đồng thôi. Vâng, chỉ 345 triệu đồng chiếc xe này thôi. Số tự động nhá, gãy số vô lăng, tích hợp rất nhiều các chức năng hiện đại. Bên này tao có một chiếc Vios 2009 máy xăng 1.5 số sàn. Vâng, giá chỉ 185 triệu đồng chiếc xe nhá. 185 triệu đồng chiếc xe mang biển số Hà Nội 30A35700. Đấy, giá rất là mềm luôn các bác ạ. Vâng. Có bác nào mà thích Vios nhập khẩu ấy ạ thì người ta gọi là Yazid ấy. Vâng. Yazid 2008 với đèn bi cầu projector. Đây các bác nhìn này. Đấy. Mắt đèn rất là đẹp luôn nhá. Khả năng tăng sáng rất tốt và đây là một chiếc xe nhập khẩu ạ. Vâng, nhập khẩu Nhật Bản, động cơ 1.3 máy xăng số tự động. Con này thì đại chất rồi, cam lùi cam hành trình đầy đủ rồi, một mẫu sedan lành và bền. Giá con này em bán chỉ có 275 triệu đồng thôi. 275 triệu đồng chiếc Yazid 2008 nhập khẩu Nhật Bản này. Bên này tao có một chiếc Hyundai Elantra 2017. Một chiếc xe máy xăng 1.6 số tự động. Elantra các bác nhá, 515 triệu đồng. Bản kịch cửa nóc đầy đủ. Đấy, đèn bi mắt lét, bi gầm. Xe thì đã rút hồ sơ rồi, về chỉ có việc đi thôi. Đấy, các bác về chỉ có việc sang tên đăng ký thôi. Bên này tao có một chiếc Vios bản E 2019 máy xăng 1.5 số sàn. Xe rất là đẹp, mang biển Nam Định 18A15374. Vâng,
Con này thì em bán với giá chỉ 425 triệu đồng thôi. Vâng, 425 triệu đồng cho chiếc xe này. À, bác nào mà thích màu bạc nhưng mà lại pha tí vàng vàng ấy, thì đây là một chiếc xe độ lên rồi. Vâng, Vios E rất là đẹp luôn, form cứng, thể thao 2010. Xe này em bán với giá chỉ nhô 200 một chút thôi các bác nhá. Vâng, nhô 200 một chút, số tự động. Đấy. Biển 15A10540. Một chiếc xe màu bạc. Bên này em lại tiếp tục là một chiếc E2015. Một chiếc xe mà giá chỉ có 355 triệu đồng thôi. Vios E2015 355 triệu đồng. Con này biển rất là đẹp luôn này, 30F78689. Vâng, Honda Civic 2006 bản 1.8 số tự động các bác nhá, không phải bản full cửa nóc đâu. Nhưng giá lại rất là mềm, chỉ 240 triệu đồng thôi. 240 triệu đồng chiếc Honda Civic 2006, tiết kiệm nhiên liệu, bền lành, thể thao. Đấy, form dáng cứng cáp. Bên này thì em có một chiếc Altis 2009, máy xăng 1.8 số tự động, 350 triệu đồng. Biển 16M, một chủ zin từ đầu, 5978. Xe rất là cứng cáp, đẹp, khỏe, bền chắc, nội thất tươi. Đấy, máy móc thì chạy thì lành thì thôi rồi. Thế còn bên này là một chiếc xe van, Kia Morning Van 2012 nhập khẩu Hàn Quốc, số tự động 1.0. Con này thì em bán với giá 209 triệu đồng. Morning Van các bác nhá, xe rất là đẹp luôn. Một chiếc xe khách người ta đã cọc rồi, em không muốn giới thiệu nữa. Vâng. Tiếp theo bên này ta có một chiếc Kia Morning 2015. Một chiếc xe máy xăng, số sàn 1.2. Một chiếc xe màu đỏ rất là đẹp luôn. Vâng. Biển Hải Phòng 15A63680. Morning 2015 bán giá chỉ 186 triệu đồng. La răng đúc, nội thất tươi, điều hòa mát lạnh. Đấy, máy còn zin. Đấy, nội thất này, các bác nhìn này, màn hình đa chức năng kết hợp đầy đủ, tích hợp như thế nhá. Vâng, một chiếc xe Morning đi gia đình thì quá tuyệt vời và giá thì vô cùng mềm luôn. Hyundai Getz 2007, động cơ máy xăng 1.4 số tự động, em bán giá chỉ 190 triệu đồng. Màu vàng chắc chắn, đẹp, nói chung là ra đường thì nổi thì thôi rồi. Và đặc biệt đây là một chiếc Getz khá là hiếm với số tự động nha các bác nhá. Getz thì thường thường người ta hay đi dòng số sàn, nhưng mà đây là một chiếc xe số tự động biển thủ đô 29A86277. Con này thì tối hôm qua cọc rồi. Còn lại một chiếc nữa thôi. Chevrolet Spark 2013, máy xăng 1.0, con này số sàn, biển 21067 43. Xe màu trắng, cứng cáp, khỏe khoắn và giá thì chỉ có 155 triệu đồng. Con này tí em phải review này, xe rất là đẹp dành cho chị em phụ nữ. Vâng, nhỏ nhắn mà xinh xắn. Mazda 2 2014, 1.5 số tự động, đại chất và zin cả xe. Biển Hải Phòng 15A12169. Xe rất là đẹp, không chê vào đâu được. Giá 348 triệu đồng. Giá thì hơi ngọc một chút, nhưng mà tiền nào của đấy các bác ạ. Một câu, tiền nào của đấy các bác nhá. Đại chất luôn, xe đẹp và cứng luôn. Không chê được gì với một chiếc xe ngon như thế này. Đấy. Xe rất đẹp và cứng. Đấy, các bác nhìn ạ. Vâng. Máy móc cầm sàn cứng cáp thoải mái luôn cho các bác. Bên này ta có một chiếc Hyundai Grand i10 bản sedan 1.2 số sàn. Một chiếc xe rất là đẹp, biển 98A33145. La răng đúc này, thân dáng form sơn si tôn vỏ, led căng luôn. Số sàn này vẫn còn bọc nguyên ni lông ở cần đăng kiểm. Còn bên này vô lăng tươi mới luôn các bác nhá. Một chiếc xe 2019 đã được độ màn bi Solix. Vâng, màn bi Solix, lăn bánh ít, máy số ngon, nội thất tươi. Và con này thì em bán được cái giá rất là mềm thôi các bác ạ. Vâng, rất là mềm, 296 triệu đồng chiếc xe này. 296 triệu đồng cho chiếc xe Grand i10 sedan này.
Bên này ta có một chiếc Vios đời 2005. Rất rẻ các bạn, chỉ hơn 100 triệu thôi. Hơn 100 triệu đồng, Vios 2005 biển 15A13425. Ai chà. Xe ngon thế này, giá rẻ vô đối luôn. Đấy. Nội thất vẫn còn đẹp. Tươi theo năm tháng. Máy số ngon, dòng này thì máy nó lành vô đối luôn. Nói chung là các bác mua về dòng bền lành mà đi dịch vụ ấy, các bác chạy con này thì xả cũng được. Vâng, giá rất mềm, chỉ hơn 100. Một chiếc Mazda 323, giá 85 củ, nhập khẩu Nhật Bản, động cơ 1.6 số sàn. Thế còn bác nào, đây có một chiếc xe dịch vụ, taxi dịch vụ mùa Covid. Hyundai Grand i10 2015 nhập Ấn, máy xăng 1.0 số sàn. Con này 198 triệu đồng. Biển vàng, xe xanh biển vàng luôn nhá. Đấy, xe dịch vụ ra, giá rất rẻ, 198 triệu đồng. Một chiếc Hyundai Grand i10 2013 nhập Ấn, vâng, 1.0 số sàn. Con này em bán giá 175 triệu đồng. 175 triệu đồng chiếc xe này. Còn bên này là một chiếc Getz 2008 nhập khẩu Hàn Quốc, máy xăng 1.6 số tự động, 199 triệu đồng. Chiếc xe mang biển số Hà Nội 29A06390. Bên này là một chiếc xe Moling SI 2016, máy xăng 1.2 số tự động, giá chỉ 299 triệu đồng, đã rút hồ sơ. Bác nào muốn nhìn biển em đọc biển luôn, 37A347703. Đấy, rất là đẹp, xe cứng cáp nhá. Bản SI mà, vâng, SI số tự động, ngon lành bền bỉ luôn. Con này chắc chắn tí về review rồi. Yazid 2008 nhập khẩu Pháp, sản xuất năm 2008, động cơ 1.3 số tự động. Dòng này đi lành thì thôi rồi, và con này mà chủ nữ đi nữa thì đại chất luôn. Biển Hải Phòng, một chủ từ đầu, 16M2046, giá chỉ 255 triệu đồng. Cam lùi, cam hành trình đầy đủ, tích hợp vô số nhiều chức năng. Và con này em trông rất là quen, cũng chưa nhớ là chủ ở đâu. Nhìn cực kỳ quen luôn, hình như ngày nào cũng gặp. Tiếp theo bên này em có một chiếc Hyundai Getz 2009 nhập khẩu Ấn Độ, máy xăng 1.4, số sàn nâng cấp, đăng ký 5 chỗ ngồi, biển thủ đô 30A47130. Được tích hợp rất nhiều chức năng hiện đại, tươi mới luôn. Xe này bán giá chỉ 150. Rẻ như cho luôn ạ. Vâng, giá rẻ chỉ như cho. Một chiếc Hyundai Getz 2009 cứng hơn con vừa nãy một chút. Con này ngồi lên xe thì mới biết chất của nó như thế nào. Màn hình đa chức năng đầy đủ, lại có cả cửa nóc nhá. Đây là bản cửa nóc các bác. Hyundai Getz full cửa nóc, đầy đủ các chức năng tích hợp, và đặc biệt là nội thất rất tươi luôn. Đợt trước em bán một con là 240, còn đợt này là 220. À, các bác nhìn nội thất này. Rồi, cần số này, vô lăng này. Đấy, xe rất tươi luôn. Giá chỉ có 220 triệu đồng. Thiếu mỗi cái ly lông nữa là thành xe mới thôi. Đăng kiểm đến cuối năm sau luôn, 11 năm 2022. Con này em để trưng bày không bán. Vâng, Vios bản G 2020 trưng bày không bán. Bên này là một chiếc Moling, giá chỉ có 185 triệu đồng. Kia Moling bản 2016, xe rất là đẹp, biển Hải Phòng 15A16467. Vâng, đăng kiểm dài, lốp dép căng, nội thất mới. Đấy, dòng này thì máy rất là lành và bền. Và dòng này là sử dụng động cơ 1.25, cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu, bền. Đấy, xe giá rẻ cho mọi người luôn. VinFast Fadin bản full kịch đường tàu luôn đấy ạ. Một chiếc bản Fadin bản full, máy 1.4 số tự động, còn zin nguyên cả xe, ly lông vẫn còn. Tặng kèm một bó hoa mới, không lấy bó hoa từ nhà sản xuất luôn. Thì con này em bán với giá 425 củ. 425 củ chiếc xe này. Chevrolet Spark Van 2011, đăng ký lăn bánh 2015, sản xuất Hàn Quốc, máy xăng 1.0 số tự động, con này bán giá 145 triệu đồng. Mazda 3 2018, máy xăng 1.5 số tự động, zin cả xe, bản kịch đường tàu, có cửa nóc đầy đủ. Và con này là Mazda hai đầu như các bác nhá, Mazda sedan, biển Hải Phòng 15A37237. Con này em bán giá 560 triệu đồng. Tiếp theo bên này ta có một chiếc Moling 2005 nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc, máy xăng 1.0 số tự động. Dòng xe rất là lành và bền luôn, giá chỉ 145 triệu đồng. Khiếp, xe đâu mà rẻ thế, vãi linh hồn, quá rẻ luôn.
Xe đẹp mà giá lại rẻ các bác ạ. Moling 2005 Hàn Quốc nhập khẩu 145 triệu đồng. Các bác nào thích dòng Toyota Wigo thì đừng bỏ qua chiếc xe 2018 này. Biển cũng rất là đẹp luôn, 36883. Vâng, con này thì 2018 nhưng em bán giá chỉ có 268 triệu đồng. Wigo 2018 số sàn các bác nhá. Số sàn không phải số tự động đâu, không lại nghe nhầm mình mang tiếng em chết. Hyundai Grand i10 2015, một chiếc xe vừa nãy chui từ trong cái bãi em quay review 5 con ra, thì con này là con thứ 6. Một chiếc xe 2005, động cơ 1.0 số sàn, giá chỉ có 212 triệu đồng. Marlin đỏ 2011 Hàn Quốc nhập khẩu số tự động 270 triệu đồng. Ừ. Sao giá chát vậy? Không chát đâu, con này đẹp đấy các bác ạ. Đẹp nên giá nó mới cứng vậy. Vâng. Đừng nên bỏ qua chiếc xe biển Hải Phòng này, xe nhập đấy ạ, xe nhập. Nói thật như gặp phải em ấy, em làm trên mấy quả tem kia nữa thì ok luôn. Nhưng mà con này mới dọn dẹp xong chưa làm gì đâu, tem nhãn cứ vẫn nguyên. Ford Focus bản hatchback 2009, máy xăng 1.8 số tự động, hàng hiếm, cực kỳ hiếm luôn, giá thì vô cùng mềm, biển Hải Phòng 15A62005. Đấy, một chiếc xe nội ngoại thất tươi mới, giá chỉ có nhô 200. Bên này có một chiếc Moling Van 2011 nhập khẩu Hàn Quốc, máy xăng 1.0 số tự động, đẹp xuất sắc, không có đối thủ đâu, và 198 triệu đồng à. 198 triệu đồng các bác nhá. Vâng. Xe rất là nhiều luôn, tha hồ cho các bác lựa chọn luôn. Đấy các bác nhìn này. Bên em vô số xe, rất nhiều các cái kiểu dáng xe, loại xe và rất nhiều giá tiền. Các bác nào mà yêu thích chiếc nào, các bác cứ chụp cho em cái ảnh gửi qua Zalo số điện thoại của em. Tí nữa em sẽ tự động gửi chi tiết hình rồi video kèm theo cho các bác để các bác ngâm cứu. Vâng. Xe rất nhiều, quá ok luôn. Vâng. Một siêu thị ngập trời xe với cái giá tiền vô cùng tuyệt vời. Cảm ơn các bác cũng đã theo dõi và quan tâm. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Chúc các bác tìm cho mình được những chiếc xe vừa lành, vừa bền, vừa lại ngon. Đấy. Úi giời, nhiều xe vãi linh hồn. Vâng, cảm ơn các bác. Nơi khách hàng gửi chọn niềm tin.